là cô Nguyễn Thị Bình, giáo viên địa lý giảng dạy tại trường Trung học Phổ thông Nguyễn Huệ, Quảng Nam. Hôm nay, cô rất vui khi đồng hành cùng các em trong chương trình Dạy học trên truyền hình, phát sóng trên kênh QRT, Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Nam. Các em à, các em đã biết tỉnh Quảng Nam của chúng ta thuộc vùng kinh tế nào chưa? Tỉnh Quảng Nam của chúng ta thuộc vùng kinh tế Duyên Hải Nam, Trung Bộ. Và trong bài hôm nay thì cô cùng các em sẽ cùng tìm hiểu về bài 36 Vấn đề phát triển kinh tế xã hội ở Duyên Hải Nam Trung Bộ. Trong bài học hôm nay, cô cùng các em sẽ cùng tìm hiểu về ba vấn đề lớn sau. Thứ nhất, khái quát chung. Thứ hai, vấn đề phát triển tổng hợp kinh tế biển. Thứ ba, phát triển công nghiệp và cơ sở hạ tầng. Đầu tiên, chúng ta sẽ tìm hiểu về lãnh thổ và vị trí địa lý của vùng Duyên Hải Nam Trung Bộ. Trong bài học này thì các em sẽ sử dụng rất là nhiều trang Atlas, cho nên chúng ta phải tận dụng tối đa những cái kiến thức mà cái quyển Atlas mang lại cho mình. Phần lãnh thổ thì các em sẽ sử dụng Atlas trang 28. Khi nhìn vào Atlas trang 28 thì các em sẽ thấy vùng lãnh thổ Duyên Hải Nam Trung Bộ của chúng ta là một dải lãnh thổ hẹp và dài, trải dài theo chiều Bắc Nam, gồm 8 tỉnh từ Đà Nẵng đến Bình Thuận. Về vị trí địa lý, vùng Duyên Hải Nam Trung Bộ phía Bắc tiếp giáp với lại Bắc Trung Bộ, ngăn cách bởi dãy núi Bạch Mã. Phía Nam tiếp giáp với vùng Đông Nam Bộ. Phía Đông là đường bờ biển rất dài tiếp giáp với Biển Đông. Phía Tây ôm trọn lấy Tây Nguyên. Và phía Tây Bắc tiếp giáp với Lào. Ngoài 8 tỉnh thành phố thì Duyên Hải Nam Trung Bộ của chúng ta có hai quần đảo xa bờ, đó là quần đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng và quần đảo Trường Sa thuộc tỉnh Khánh Hòa. Bây giờ chúng ta sẽ có một trò chơi về 8 tỉnh thành của Duyên Hải Nam Trung Bộ. Ở vị trí số 1 chính là tỉnh Phú Yên. Vị trí số 2 chính là tỉnh Bình Thuận. Vị trí số 3 ở phía bắc của vùng chính là thành phố Đà Nẵng. Vị trí số 4 tỉnh Bình Định. Vị trí số 5 Khánh Hòa. Số 6 Quảng Nam. Số 7 Ninh Thuận. Và số 8 là Quảng Ngãi. Như vậy từ Bắc đến Nam chúng ta có thành phố Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa, Ninh Thuận và Bình Thuận thuộc Duyên Hải Nam Trung Bộ. Tiếp theo các em quan sát những bức ảnh dưới đây và cho cô biết những bức ảnh này thể hiện cái tiềm năng về các ngành kinh tế nào của Duyên Hải Nam Trung Bộ. Bức ảnh thứ nhất thể hiện về nghề cá. Bức ảnh thứ hai, du lịch biển. Bức ảnh thứ ba, giao thông vận tải biển hay còn gọi là dịch vụ hàng hải. Và bức ảnh thứ tư, khai thác khoáng sản và sản xuất muối. Như vậy, bốn bức ảnh này có một đặc điểm chung là đều có liên quan đến biển. Và người ta gọi chung lại đó là phát triển tổng hợp kinh tế biển. Giờ chúng ta sẽ tìm hiểu cụ thể cái thế mạnh này ở Duyên Hải Nam Trung Bộ. Đối với mỗi ngành kinh tế biển thì các em sẽ tìm hiểu cho cô tiềm năng, hiện trạng, hạn chế và phân bố của bốn cái ngành này. Chúng ta tìm hiểu về nghề cá. Các em sẽ sử dụng Atlas trang 20 để nêu các thế mạnh phát triển của nghề cá ở Duyên Hải Nam Trung Bộ. Khi mà các em nghe đến nghề cá thì các em nhớ cho cô là nó có 3 vấn đề. Thứ nhất, đó là về khai thác hay còn gọi là đánh bắt. Thứ hai là trong nuôi trồng. Và thứ ba là trong chế biến. Dựa vào Atlas trang 20 thì các em sẽ thấy được tất cả các tỉnh thành của Duyên Hải Nam Trung Bộ có một thế mạnh, đó là tất cả các tỉnh đều giáp biển với đường bờ biển rất là dài. Tỉnh nào cũng có những
bãi tôm, bãi cá. Đặc biệt hơn, các tỉnh như là Ninh Thuận, Bình Thuận và quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa chính là hai ngư trường trọng điểm lớn trong bốn ngư trường trọng điểm lớn của cả nước. Những thế mạnh đó đã giúp cho ngành khai thác thủy sản của Duyên Hải Nam Trung Bộ có điều kiện rất thuận lợi để phát triển. Trong nuôi trồng thì Duyên Hải Nam Trung Bộ có những vũng, vịnh, đầm phá để nuôi trồng thủy sản, nước mặn và nước lợ. Như vậy, với những cái thế mạnh đó, Duyên Hải Nam Trung Bộ có thuận lợi cả trong khai thác và trong nuôi trồng. Tuy nhiên, có phải chỉ là những thuận lợi hay không? Thì cô mời các em xem một cái video clip về ngành thủy sản, cụ thể là nghề cá ở Duyên Hải Nam Trung Bộ. Biển đảo không phải lúc nào cũng bình yên. Bão tố, thiên tai và hiểm nguy luôn trực ập đến. Khó khăn là như vậy, từng đoàn thuyền vẫn cẩn mẫn từng ngày ra khơi. Bởi với ngư dân Việt Nam, đó không chỉ là cơ hội kiếm miếng cơm tấm áo, mà còn để khẳng định chủ quyền của Tổ quốc, bảo vệ từng tấc biển thân thương. Qua video mà chúng ta vừa xem, thì các em thấy bên cạnh những cái thế mạnh, những cái nguồn lợi mà tự nhiên mang lại cho Duyên Hải Nam Trung Bộ, thì còn có những thiên tai hiểm nguy luôn rình rập. Nhưng ngư dân của vùng nói riêng và cả nước nói chung vẫn cần mẫn ra khơi. Và với tinh thần chịu thương chịu khó như vậy, cùng với cái chính sách quan tâm của nhà nước, thì tình hình khai thác và chế biến thủy sản ở vùng như thế nào, chúng ta qua phần tiếp theo. Tình hình phát triển. Nhìn vào đây thì các em thấy sản lượng thủy sản qua các năm của cả nước nói chung và Duyên Hải Nam Trung Bộ nói riêng đều tăng lên rất là đáng kể. Cụ thể, năm 2005 sản lượng thủy sản là 624.000 tấn, đến năm 2014 đạt 932,1 nghìn tấn, chiếm 14,7% sản lượng của cả nước, chủ yếu là cá biển. Và khai thác nhiều nhất ở các tỉnh, các em nhìn vào Alas thì chúng ta sẽ dễ dàng biết được đó là tỉnh Bình Thuận nhiều nhất. Tiếp đến là tỉnh Bình Định. Trong chế biến cũng ngày càng đa dạng và phong phú. Trong nuôi trồng thể hiện đó là cột biểu đồ màu xanh. Tỉnh nuôi trồng nhiều nhất đó là tỉnh Khánh Hòa. Như vậy nó thể hiện hết trong Atlas, cho nên các em khai thác Atlas thì sẽ dễ dàng biết được. Dù là vậy, nhưng mà vấn đề khai thác hợp lý và bảo vệ nguồn lợi biển cũng có ý nghĩa rất là cấp bách, bởi vì hiện nay tài nguyên biển đang bị suy thoái. Sau đây là những cái hình ảnh về nuôi trồng thủy sản ở tỉnh Khánh Hòa, cụ thể là nuôi tôm hùm. Khánh Hòa là tỉnh mà nuôi tôm hùm rất là phát triển, có thể nói là phát triển nhất trong cả nước, nuôi ở các đảo, vừa kết hợp phát triển về nuôi trồng thủy sản và cả về du lịch để cho du khách tham quan. Sản xuất nước mắm Phan Thiết. Đây là thương hiệu nước mắm ngon nổi tiếng không những là trong nước mà trên toàn thế giới. Và chế biến hấp cá ở Duy Xuyên, Thăng Bình. Nước mắm Phan Thiết, thị trường tiêu thụ là toàn quốc và có thể xuất khẩu sang Nhật Bản, Hàn Quốc và châu Âu. Ở tỉnh Quảng Nam của chúng ta thì tình hình khai thác, nuôi trồng và chế biến thủy sản như thế nào? Sau đây cô mời các em xem một cái clip ngắn về chế biến thủy sản ở Quảng Nam. Không có đâu. Đó, có ông công còn bây giờ kìa. Đó. Họ gánh có lên, sau đó là mình vô đổ vô hồ, muối đó xong là bắt đầu là rác, rác xong là cho vô lò,
hấp sang là đem ra phơi, chín sang đem ra phơi, là phơi ngoài giòn này nè. Cái này là phở bò nè, không đưa vô thật kho lạnh. Rồi nhau mình các kho lạnh là đám sang là coi như là khô sang là mình đám đưa vô kho lạnh liền. Bộ quản mới bón mới được. Hàng công ty nếu như có 5 tấn hấp được, mà bò tấn cũng sang, mà cỡ từ 2 tấn trở lại mới hấp, còn dưới nữa là không hấp. Từ tháng bò đến tháng 6 là trong dân mình ăn ấy, còn thị trường Trung Quốc là nhiều. Cách có tự bò Việt Nam trước đây thì không có lò điện, không có lò hơi, không có được. Nhưng mà trừ thì có rồi. Qua clip mà chúng ta vừa xem thì các em thấy là hiện nay nhờ sự quan tâm của nhà nước với những chính sách hỗ trợ cũng như là sự tiến bộ của công nghệ, chế biến thủy sản hiện đã có tiến bộ. Về du lịch biển. Du lịch biển thì các em sẽ dựa vào Atlas trang 25, kể tên các bãi tắm và địa điểm du lịch nổi tiếng của vùng duyên hải Nam Trung Bộ. Từ Bắc xuống Nam thì các em sẽ thấy có rất nhiều bãi tắm đẹp nổi tiếng. Cụ thể có thể kể đó là bãi biển Non Nước ở Đà Nẵng, Mỹ Khê ở Quảng Ngãi, Sa Huỳnh, Quảng Ngãi, Quy Nhơn, Bình Định, Đại Lãnh, Phú Yên, Vịnh Văn Phong, Dốc Lết, bãi biển Nha Trang thuộc tỉnh Khánh Hòa, Ninh Chữ, Cà Ná thuộc Ninh Thuận và Mũi Né thuộc Bình Thuận. Với rất nhiều bãi tắm đẹp như vậy, cả vùng phát triển về du lịch biển rất là đa dạng. Cụ thể nổi lên đó là trung tâm du lịch Đà Nẵng lớn nhất vùng và một trong ba trung tâm du lịch quốc gia của cả nước. Tiếp đến kể đến là điểm du lịch Nha Trang. Như vậy, với nhiều bãi biển nổi tiếng như là Mỹ Khê, Non Nước ở Đà Nẵng, Quy Nhơn, Bình Định, Nha Trang, Khánh Hòa, thì du lịch biển của vùng phát triển. Việc phát triển du lịch biển của vùng gắn liền với phát triển du lịch đảo và hoạt động du lịch nghỉ dưỡng thể thao khác nhau. Hoạt động du lịch biển cũng rất là đa dạng. Trong đó, Nha Trang đã trở thành điểm đến hấp dẫn đối với nhiều du khách và Đà Nẵng là trung tâm du lịch lớn của cả nước. Đây là một số hình ảnh về hoạt động du lịch biển trên biển ở Đà Nẵng. Đây là các hoạt động thể thao rất là hấp dẫn du khách. Tại bãi biển Nha Trang, hiện nay có một cái trò chơi rất là mạo hiểm, du khách rất là yêu thích, đặc biệt là khách nước ngoài, đó là trò chơi Flyboy. Dùng động cơ phản lực để tạo sức bật đưa con người lên cao. Tuy nhiên, việc phát triển du lịch biển của vùng đã tương xứng với những tiềm năng của vùng hay chưa? Thì cô mời các em xem một cái video về du lịch biển ở duyên hải Nam Trung Bộ. Theo nhận định của các chuyên gia tại hội thảo tầm nhìn chiến lược trong phát triển các vùng du lịch, các tỉnh ven biển Nam Trung Bộ là những tỉnh có bờ biển đẹp, phong cảnh hữu tình, có thể xếp vào những điểm du lịch đẹp của thế giới. 6 tỉnh Nam Trung Bộ, trong đó có Khánh Hòa, đã chú ý phát triển du lịch, coi đây là ngành công nghiệp dịch vụ quan trọng. Những thành phố như Nha Trang, Đà Nẵng, Hội An đã là những điểm đến có sức hút với thế giới. Tuy nhiên, nhìn chung cả khu vực du lịch vẫn chưa phát triển đồng bộ, sự liên kết khu vực chưa cao. Nói cách khác, du lịch ở khu vực có tiềm năng to lớn này phát triển chưa đúng tầm. Như vậy, trong tương lai, chúng ta hy vọng rằng vùng duyên hải Nam Trung Bộ sẽ còn phát triển và phát triển hơn nữa về du lịch biển đảo. Dịch vụ hàng hải. Tiếp tục, các em sử dụng Atlas trang 28. Kể tên các vịnh biển và cảng biển của vùng. Khi mà các em nhìn vào Atlas thì các em sẽ dễ dàng kể được những vịnh biển từ Bắc xuống Nam. Cụ thể, đó là vịnh Đà Nẵng thuộc thành phố Đà Nẵng, vịnh Dung Quốc thuộc tỉnh Quảng Ngãi, vịnh Nước Ngọt và vịnh Quy Nhơn thuộc tỉnh Bình Định, vịnh Xuân Đài thuộc tỉnh Phú Yên, vịnh Văn Phong, Nha Trang, Cam Ranh thuộc tỉnh Khánh Hòa và vịnh Phan Rí thuộc tỉnh Bình Thuận. Thiên nhiên đã ưu đãi cho vùng này rất là nhiều vịnh biển. Chính vì vậy, vùng đã xây dựng được nhiều cảng biển.
Đặc biệt có những cái địa điểm để thuận lợi để xây dựng các cảng nước sau, ví dụ như là vịnh Dung Quốc, vịnh Vân Phong, Cam Ranh và vịnh Nha Trang. Dựa vào Atlas trang 23, các em hãy kể tên các cảng biển của vùng. Khi mà các em nhìn vào Atlas thì các em sẽ dễ dàng kể ra được các cảng biển từ Bắc xuống Nam. Đó là cảng Đà Nẵng, cảng Kỳ Hà thuộc tỉnh Quảng Nam, cảng Dung Quốc thuộc tỉnh Quảng Ngãi, cảng Quy Nhơn thuộc tỉnh Bình Định, cảng Cam Ranh thuộc tỉnh Khánh Hòa. Có rất nhiều cảng biển. Trong đó, những cảng tổng hợp lớn đó là cảng Đà Nẵng, cảng Quy Nhơn và cảng Nha Trang. Vịnh nước sau thì cảng nước sau chúng ta có cảng Dung Quốc và cảng Vân Phong là cảng trung chuyển quốc tế lớn nhất cả nước. Đây là những hình ảnh về các cảng biển, vịnh biển. Về khai thác khoáng sản ở thềm lục địa và sản xuất muối, khoáng sản ở thềm lục địa thuộc duyên hải Nam Trung Bộ được khẳng định là có ở phía đông quần đảo Phú Quý và hiện nay đã tiến hành khai thác dầu khí ở đảo Phú Quý thuộc tỉnh Bình Thuận. Sản xuất muối thì nổi bật đó là sản xuất muối ở cánh đồng muối Cà Ná, Ninh Thuận. Ngoài ra còn có ở Sa Huỳnh, Quảng Ngãi. Như vậy, phát triển tổng hợp kinh tế biển là một thế mạnh rất là đặc trưng của vùng duyên hải Nam Trung Bộ. Gồm có 4 mảng, thứ nhất là nghề cá, thứ hai là du lịch biển, thứ ba dịch vụ hàng hải và thứ tư là khai thác khoáng sản ở thềm lục địa và sản xuất muối. Như vậy các em nhớ nghề cá, trong khai thác thì tỉnh nào cũng có bãi tôm, bãi cá. Trong nuôi trồng thì có vùng có nhiều vụn đầm phá. Trong chế biến thì hoạt động chế biến ngày càng đa dạng và phong phú. Tuy nhiên cái hạn chế cũng như là cái biện pháp khắc phục đó là cần khai thác hợp lý đi đôi với bảo vệ. Du lịch biển. Thiên nhiên đã ưu đãi cho vùng duyên hải Nam Trung Bộ rất nhiều bãi biển đẹp. Đặc biệt vịnh Nha Trang là một trong 30 vịnh biển đẹp nhất thế giới. Ngoài ra, những cái hoạt động du lịch nghỉ dưỡng, thể thao kết hợp với du lịch đảo cũng rất là phát triển. Dịch vụ hàng hải. Có nhiều địa điểm thuận lợi để xây dựng các cảng nước sau. Đặc biệt, cảng Vân Phong là cảng trung chuyển quốc tế lớn nhất nước ta. Tỉnh Khánh Hòa có đến 3 vịnh biển. 3 vùng vịnh nước sau đó là Vân Phong, Cam Ranh và Nha Trang. Sản xuất muối và khai thác khoáng sản ở thềm lục địa thì đã được khai thác dầu khí ở phía đông quần đảo Phú Quý, sản xuất muối ở Cà Ná và Sa Huỳnh. Như vậy, chúng ta đã tìm hiểu xong phần phát triển tổng hợp kinh tế biển. Chúng ta qua phần củng cố. Tỉnh nào sau đây phát triển mạnh nghề nuôi tôm hùm, tôm sú ở duyên hải Nam Trung Bộ? A. Bình Thuận, Quảng Nam. B. Bình Thuận, Ninh Thuận. C. Quảng Ngãi, Bình Định. D. Khánh Hòa, Phú Yên. Như vậy, đáp án đúng của chúng ta đó chính là đáp án D. Khánh Hòa, Phú Yên. Là hai tỉnh mà nuôi tôm hùm, tôm sú lớn nhất của vùng duyên hải Nam Trung Bộ. Câu thứ hai. Vùng duyên hải Nam Trung Bộ có ngư trường lớn là? Cái này chúng ta phải vận dụng lại kiến thức mà chúng ta đã học ở cái bài nông lâm thủy sản thì mới nhớ mới làm được. Các em nhớ là duyên hải Nam Trung Bộ của chúng ta là có hai ngư trường trọng điểm lớn trong 4 ngư trường của cả nước, đó là ngư trường Hoàng Sa Trường Sa và ngư trường Ninh Thuận Bình Thuận. Như vậy duyên hải Nam Trung Bộ của chúng ta có ngư trường lớn là Hoàng Sa Trường Sa. Đáp án đúng của chúng ta là đáp án C. Cà Mau Kiên Giang cũng là ngư trường lớn, nhưng mà Cà Mau Kiên Giang là ngư trường ở phía nam thuộc đồng bằng sông Cửu Long. Hải Phòng Quảng Ninh cũng là ngư trường lớn của nước ta, nhưng mà nó nằm ở phía bắc, không thuộc duyên hải Nam Trung Bộ. Câu thứ 3. Thế mạnh tự nhiên thuận lợi nhất trong việc phát triển ngành đánh bắt thủy sản
ở Duyên Hải Nam Trung Bộ là. Ở đây cái từ khóa của mình đó là cái từ đánh bắt thủy sản. Đánh bắt thủy sản. Các em cần phân biệt được đánh bắt thủy sản với nuôi trồng và khác với chế biến. Đánh bắt có nghĩa là chúng ta khai thác những cái có sẵn của tự nhiên. Như vậy, đáp án đúng của mình chính là đáp án A. Bờ biển dài, nguồn lợi thủy hải sản phong phú. Câu thứ tư. Điều kiện nào sau đây của Duyên Hải Nam Trung Bộ thuận lợi cho xây dựng các cảng biển? A. Đường bờ biển dài, nhiều đảo. B. Thềm lục địa rộng và nông. C. Nhiều vũng vịnh nước sâu. D. Nhiều cửa sông lớn, cửa biển. Ở đây đáp án đúng của mình là nhiều vũng vịnh nước sâu. Bởi nhật mực nước sâu thì chúng ta mới xây dựng được những cái cảng biển để tàu thuyền lớn có thể trú ngụ. Chúng ta qua phần 3, phát triển công nghiệp và cơ sở hạ tầng. Thứ nhất, phát triển công nghiệp. Các em dựa vào Atlas trang 28, kể tên các loại khoáng sản thuộc vùng Duyên Hải Nam Trung Bộ. Khi mà các em nhìn vào Atlas trang 28 thì các em thấy là Duyên Hải Nam Trung Bộ nó có những cái thế mạnh về khoáng sản. Đó là ví dụ như là mỏ vàng Bồng Miêu thuộc tỉnh Quảng Nam, mỏ than Nông Sơn thuộc tỉnh Quảng Nam, các mỏ sắt và graphit thuộc Quảng Ngãi, mỏ vàng thuộc tỉnh Bình Định, đá axit thuộc tỉnh Bình Định và tỉnh Ninh Thuận, titan thuộc tỉnh Bình Định và tỉnh Khánh Hòa. Ngoài ra, chúng ta còn có các thủy tinh ở tỉnh Khánh Hòa và tỉnh Phú Yên. Với những cái thế mạnh về khoáng sản như vậy, thì Duyên Hải Nam Trung Bộ có cơ sở để phát triển công nghiệp. Ngoài ra, những cái nguyên liệu về nông lâm ngư cũng rất là phong phú, lao động dồi dào, cũng là những thế mạnh để phát triển công nghiệp của vùng Duyên Hải Nam Trung Bộ. Với tiềm năng đó thì Duyên Hải Nam Trung Bộ đã xây dựng được các trung tâm công nghiệp nào với cơ cấu ngành ra sao? Các em xem Atlas trang 21 thì sẽ dễ dàng thấy được các trung tâm công nghiệp từ Bắc xuống Nam của Duyên Hải Nam Trung Bộ. Lớn nhất là trung tâm công nghiệp Đà Nẵng, tiếp đến là Nha Trang. Ngoài ra còn có trung tâm công nghiệp Quy Nhơn và Quảng Ngãi. Về cơ cấu ngành thì trung tâm công nghiệp Đà Nẵng phát triển các ngành như là cơ khí, chế biến nông lâm thủy sản, sản xuất hàng tiêu dùng. Các trung tâm công nghiệp còn lại cũng tương tự. Trong đó, Đà Nẵng và Nha Trang là hai trung tâm công nghiệp với cơ cấu ngành đa dạng nhất toàn vùng. Tuy nhiên, khó khăn của vùng đó là cơ sở năng lượng và cơ sở hạ tầng còn hạn chế. Với những khó khăn đó thì hướng phát triển của vùng đó là sử dụng mạng lưới điện quốc gia 500 kV, xây dựng các nhà máy điện quy mô trung bình. Các nhà máy điện quy mô trung bình của Duyên Hải Nam Trung Bộ như nhà máy thủy điện A Vương thuộc tỉnh Quảng Nam, nhà máy thủy điện Vĩnh Sơn thuộc tỉnh Bình Định, nhà máy thủy điện Sông Hinh thuộc tỉnh Phú Yên, nhà máy thủy điện Đa Nhiêm thuộc tỉnh Ninh Thuận và Hàm Thuận Đa My thuộc tỉnh Bình Thuận. Việc xây dựng các nhà máy thủy điện đã giải quyết cơ bản được vấn đề năng lượng của vùng. Vùng cũng đã xây dựng được nhiều khu kinh tế, khu công nghiệp, điển hình như là khu kinh tế Dung Quốc thuộc tỉnh Quảng Ngãi. Đây là những cái hình ảnh về các nhà máy thủy điện của vùng. Nhà máy thủy điện Vĩnh Sơn thuộc tỉnh Bình Định và nhà máy thủy điện Đại Ninh thuộc tỉnh Bình Thuận. Ngoài ra, ở các đảo, các nhà máy điện cũng đã được xây dựng để phục vụ nhân dân trên đảo cũng giống như là phục vụ công nghiệp phát triển ở trên đảo.
Ví dụ như là nhà máy Phong Điện Phú Quý được xây dựng ở tỉnh Bình Thuận, khánh thành vào ngày 24 tháng 1 năm 2013, có công suất là 6 MW. Với cái nhà máy Phong Điện Phú Quý này thì đảo Phú Quý đã được cung cấp điện 24/24 giờ. Các ngành công nghiệp như là khai thác dầu khí ở trên đảo cũng được thúc đẩy phát triển. 3. Phát triển cơ sở hạ tầng. Các em dựa vào Atlas trang 23, kể tên các tuyến đường bộ, đường sắt, các cảng và sân bay ở Duyên Hải Nam Trung Bộ. Khi mà chúng ta nhìn vào Atlas thì các em sẽ dễ dàng kể được, nhìn thấy được Duyên Hải Nam Trung Bộ có tuyến đường sắt Bắc Nam, quốc lộ 1A. Cả hai tuyến này hiện đã được nâng cấp và hiện đại hóa. Ngoài ra, vùng đã xây dựng được nhiều cảng biển. Hệ thống sân bay của vùng cũng được khôi phục và hiện đại hóa. Việc nâng cấp quốc lộ 1A, đường sắt Bắc Nam cũng như là xây dựng các cảng nước sau đã làm tăng vai trò trung chuyển của vùng Duyên Hải Nam Trung Bộ. Ngoài ra, còn tăng thêm mối giao lưu kinh tế giữa các tỉnh còn lại của vùng Duyên Hải Nam Trung Bộ với thành phố Đà Nẵng, một trung tâm phát triển ở phía bắc của vùng. Đồng thời tăng giao lưu kinh tế giữa các tỉnh của Duyên Hải Nam Trung Bộ với thành phố Hồ Chí Minh nói riêng và vùng Đông Nam Bộ nói chung. Đặc biệt, việc xây dựng các tuyến đường ngang số 24, 19, 25, 26, 27 nối các tỉnh thuộc vùng Tây Nguyên với các cảng nước sau đã thúc đẩy hơn nữa sự mở rộng hậu phương của các cảng này và tăng cường cái vai trò của Duyên Hải Nam Trung Bộ so với vùng Tây Nguyên, tạo lợi thế mở cửa hơn nữa đối với vùng Duyên Hải Nam Trung Bộ, không những là với Tây Nguyên mà sang Lào, Campuchia và Thái Lan. Ở địa phương Quảng Nam của chúng ta nói riêng và vùng nói chung thì đã xây dựng được hệ thống giao thông vận tải đáng kể. Ví dụ như là đường hầm Hải Vân, cảng Dung Quốc, đường sắt Bắc Nam. Ở Quảng Nam của chúng ta có sân bay Chu Lai đã được khôi phục và hiện đã có các tuyến bay. Đặc biệt cầu vượt hai tầng Chu Lai Quảng Nam. Sau đây chúng ta vào phần củng cố. Câu thứ nhất, Duyên Hải Nam Trung Bộ không thể xây dựng được các nhà máy thủy điện có quy mô lớn là do: A. Sông ngòi có trữ năng thủy điện nhỏ. B. Hệ thống cơ sở hạ tầng còn hạn chế. C. Mạng lưới sông ngòi có độ dốc lớn. D. Thiếu nguồn nhân lực chất lượng cao. Đáp án đúng của chúng ta là đáp án A. Bởi vậy muốn xây dựng các nhà máy thủy điện có quy mô lớn thì buộc phải có những cái sông có trữ năng thủy điện lớn. Nhưng mà ở Duyên Hải Nam Trung Bộ chúng ta là sông chủ yếu là nhỏ, ngắn và dốc. Câu thứ hai, Duyên Hải Nam Trung Bộ có vai trò quan trọng trong quan hệ với các tỉnh Tây Nguyên chủ yếu do: A. Có các cảng nước sâu ven biển. B. Cơ sở hạ tầng khá hoàn thiện. C. Nâng cấp tuyến giao thông Đông Tây. D. Lãnh thổ trải dài theo chiều Bắc Nam. Các em biết là khi mà quan hệ với các tỉnh Tây Nguyên là các em hình dung là đó là theo chiều Đông Tây, nhìn vào Atlas. Như vậy đáp án của chúng ta là đáp án C, nâng cấp tuyến giao thông Đông Tây. Dựa vào Atlas địa lý Việt Nam trang 30 xác định các tỉnh, thành phố của vùng Duyên Hải Nam Trung Bộ thuộc vùng kinh tế trọng điểm miền Trung. A. Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định. B. Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi. C. Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên. D. Phú Yên, Khánh Hòa, Ninh Thuận, Bình Thuận. Khi mà các em nhìn vào Atlas trang 30 thì các em sẽ dễ dàng thấy được bốn tỉnh thuộc vùng kinh tế trọng điểm miền Trung ở Duyên Hải Nam Trung Bộ chính là Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi và Bình Định. Như vậy đáp án của chúng ta là đáp án A. Câu 6. Bãi biển nào không thuộc vùng Duyên Hải Nam Trung Bộ? A.
Mỹ Khê, Sa Huỳnh. B. Quy Nhơn, Nha Trang. C. Cà Ná, Mũi Né. D. Thiên Cầm, Chiang Mai. Các em lưu ý là ở đây là những bãi biển không thuộc vùng duyên hải Nam Trung Bộ. Thì các em thấy là Mỹ Khê, Sa Huỳnh, hay Quy Nhơn, Nha Trang, Cà Ná, Mũi Né đều thuộc duyên hải Nam Trung Bộ. Như vậy không thuộc duyên hải Nam Trung Bộ chính là bãi biển Thiên Cầm và Chiang Mai ở Huế. Đáp án của chúng ta là đáp án D. Bài tiếp theo là bài 37 Tài nguyên, cho nên các em về tìm hiểu, sưu tầm các tranh ảnh, video có liên quan về các thế mạnh kinh tế của Tây Nguyên, cũng như là tìm hiểu những bản sắc văn hóa dân tộc độc đáo của Tây Nguyên. Chào tạm biệt các em và chúc các em vui khỏe, có kết quả tốt trong học tập.